3. Sau khi đưa Ngô Thành Tân Vĩnh Phúc toàn thắng ở lèo đầu lèo xuống dưới giải 3, Đô Hoàng Tiến Lập của trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn vào theo mùa hai đô chuẩn bị trang phục. Và ở giải nữ, sau khi Đô Trần Thị Ánh của Công An đã nhì thắng Đô Nguyễn Thị Giang Thái Nguyên vào theo mùa hai đô chuẩn bị trang phục và thi đấu. Xin mời Đô Nguyễn Tạc Thông đá nhất thắng và Đô Nguyễn Thế Kỷ vào theo 12 đô. Mang ghế lên, mang đồ lên, chuẩn bị 12 đô chuẩn bị trang phục. Trận đấu tiếp tục. Mời hai đô ở lèo thường tạm nghỉ. Trận thi đấu